cái vấn đề mà kiểm soát nội bộ này, ví dụ nếu mà nó không tốt thì nó sẽ dẫn đến các vấn đề gian lận này, sai sót đó, rồi nó sẽ ảnh hưởng đến những cái kết quả trên báo cáo tài chính. Do đó mà mình sẽ phải tìm hiểu cụ thể từng cái hệ thống kiểm soát nội bộ đối với từng khoản mục. Thì bây giờ các bạn mở cái mẫu số 5.03.1 cho cô nè. Rồi, cái đây á, thì đầu tiên là các bạn sẽ phải tìm hiểu cho cô là cái quy trình kiểm soát tiền của đơn vị. Có nghĩa là các bạn chọn công ty nào cũng được, một trong hai công ty các bạn tìm hiểu, hoặc nếu một trong hai công ty các bạn tìm hiểu mà các bạn search nó không ra được cái quy trình mà kiểm soát tiền thì các bạn có thể đổi một công ty khác. Đó, một công ty nào mà nó có thông tin đầy đủ hơn, tại vì những cái thông tin này thường là những cái thông tin mật của công ty, cho nên là cũng ít cái công ty nào mà nó sẽ đưa lên trên mạng, cho nên là chưa chắc những cái công ty các bạn đã tìm hiểu bữa giờ thì nó sẽ có công bố trên mạng. Cho nên là mình sẽ sọt thử, và nếu mà không có thì mình sẽ chuyển hướng qua một công ty khác. Đó, thì các bạn lưu ý là đầu tiên các bạn sẽ tìm hiểu cho cô cái chu trình kiểm soát tiền của công ty này, cái hoạt động dòng tiền của công ty. Tiền của công ty nó, ví dụ nó đi vào, hoặc là các bạn đọc những cái thông tin liên quan đến các công ty xong các bạn tự vẽ ra cũng được. Ví dụ như là các bạn thấy, ví dụ như là tiền của công ty là đầu vào là nó đang có những cái nguồn nào, ví dụ đầu vào là góp vốn, vay vốn hay là những cái nguồn nào, xong bắt đầu đầu ra của công ty là nó đi vào đâu, nó đi vào công ty là đầu tư cái tiền, sử dụng tiền nó để làm gì, cho cái gì, ví dụ như cho hoạt động sản xuất kinh doanh, chi lương thưởng hay là cái gì đó. Rồi bắt đầu tiền nó lại đi tiếp theo đến cái giai đoạn nào, thì các bạn tìm hiểu thử cái dòng tiền của công ty nó đang chạy như thế nào là cái thứ nhất nè. Cái thứ hai, đầu tiên là cái dòng tiền nó sẽ chạy như thế nào nha. Các bạn coi là tiền của công ty nó đang đi vào đi ra như thế nào đó, cái dòng tiền nó đang chạy từ đâu qua đâu là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các bạn sẽ tìm hiểu cho cô là cái quy trình kiểm soát tiền nó như thế nào theo cái hoạt động dòng tiền đó. Ví dụ như là công ty có cái hoạt động dòng tiền như vậy thì bây giờ người ta đã kiểm soát nó như thế nào từ cái giai đoạn, ví dụ tiền đi từ cái giai đoạn mà vay nợ đến khi mà vô hoạt động công ty, thì có ai kiểm soát, ai kiểm duyệt cái quá trình đó, được chưa? Có nghĩa là mỗi cái quá trình mà dòng tiền nó chạy từ bên này qua bên kia thì nó sẽ có cái bước kiểm soát. Ví dụ như là công ty sẽ quy định là muốn ví dụ như là muốn đầu tư vào một cái khoản nào đó, từ bao nhiêu tiền trở lên thì phải do giám đốc duyệt, từ bao nhiêu tiền trở lên thì do kế toán duyệt, hay là công ty có những cái chính sách gì liên quan đến cái việc sử dụng tiền đó, hay là việc mà bảo quản tiền rồi như thế nào đó. Thì các bạn sẽ tìm hiểu những cái mà quy trình mà công ty dùng để kiểm soát cái dòng tiền nó chạy từ đây qua đây thì nó sẽ kiểm soát như nào đó, những cách thức người ta đang kiểm soát là gì. Thì các bạn trình bày, các bạn là cách trình bày đơn giản và ngắn gọn nhất là các bạn vẽ cho cô một cái sơ đồ, sau đó là các bạn diễn giải một xíu ở phía dưới để cho nó rõ thêm cái sơ đồ của các bạn thôi. Còn chủ yếu là các bạn vẽ cho cô một cái sơ đồ dòng tiền là cái nhất, rồi đến cái kiểm soát cũng nên vẽ sơ đồ như thế nào, kiểm soát như thế nào, rồi chỗ nào mà sơ đồ không rõ thì mình có thể là mình trình bày, mình giải thích thêm, được chưa? Rồi sau khi mình vẽ một cái sơ đồ cho cô á, các bạn thêm cái chỗ sơ đồ ngay dưới cái chỗ mà ngay trên cái phần mô tả quy trình á, dưới cái phần mà đặc điểm chung á, là các bạn sẽ vẽ cho cô cái sơ đồ chỗ đó trước. Xong rồi đến mình bắt đầu mình mới đến làm đến cái bảng là mô tả quy trình kiểm soát, là bắt đầu mình diễn giải ở đây nè, bắt đầu nó diễn giải thêm một xíu ở đây là nó có quy trình nó như thế nào, rồi hoạt động kiểm soát ra sao nè, ai là người kiểm soát nè, đó được chưa? Rồi cái chỗ mà thay vì ký cái chỗ mà các bạn nhớ cho cô là khi mà các bạn làm á, các bạn nhớ để nguồn cho cô nha. Ví dụ cái sơ đồ đó, cái sơ đồ, cái quy trình đó các bạn tìm được, các bạn search được ở đâu thì các bạn cũng để nguồn cho cô cái link mà các bạn search được. Hoặc là ví dụ các bạn để nguồn, ví dụ do các bạn vẽ ra thì các bạn ghi là nguồn tác giả. Đó. Rồi sau khi mà mình vẽ được cái sơ đồ xong, mình trình bày, mình diễn giải được cái sơ đồ xong về cái quy trình kiểm soát tiền xong, thì bắt đầu mình xuống mình nhận xét. Mình nhận xét là theo bạn thì đối với cái quy trình kiểm soát tiền của công ty mà đặt ra như vậy,
thì nó đã hiệu quả hay chưa. Các bạn nhìn vô trong cái chu trình đó, cái dòng tiền mà nó chạy vào chạy ra như vậy, mà cái người kiểm soát kiểm duyệt như vậy, thì theo các bạn thấy đánh giá ở góc độ bên ngoài thì các bạn thấy là nó đã hiệu quả hay chưa, và các bạn cảm thấy là nó có khả năng nào mà dẫn đến gian lận hay là sai sót không? Ví dụ như là cái dòng tiền với một số công ty thì người ta sẽ không có cái cấp bậc kiểm duyệt, mà ví dụ người ta sẽ cho tự nhân viên tự thu tự chi chẳng hạn. Ví dụ khi nhân viên cần thì có thể báo lên và người ta có thể tự thu chi. Thì các bạn có thể nhận xét là cái việc tự thu chi như vậy thì nó có ảnh hưởng gì đến cái việc mà gian lận hay không, nó có tạo cơ hội gian lận cho nhân viên hay không đó, thì các bạn sẽ đánh giá được hiệu quả hay không, và các bạn phải giải thích một xíu ở dưới. Ví dụ các bạn đánh vào hiệu giá thì là hiệu quả, thì các bạn giải thích cho cô một vài dòng ở phía dưới cái chữ hiệu quả đó và tại sao các bạn lại cho nó là hiệu quả. Rồi không hiệu quả thì các bạn tại sao các bạn cho không hiệu quả, thì các bạn giải thích một số cái các bạn cho dưới dòng này nha. Tại vì các mẫu trước thì cô thấy các bạn làm các bạn chỉ tích thôi, chứ còn các bạn không có trình bày nhiều đó, thì các bạn phải giải thích được cái lý do mà các bạn tại sao các bạn đưa ra kết luận như vậy. Rồi đó là cái mẫu kiểm toán tiền, mẫu đánh giá hoạt động liên tục, rồi mẫu kiểm soát nội bộ đối với khoản mục tiền, đúng không? Rồi bây giờ các bạn mở cho cô cái mẫu thứ ba là cái mẫu kiểm soát nội bộ mua hàng và thanh toán. Được chưa? Cái mẫu mà 5.03.2A đó. Cái mẫu kiểm soát nội bộ tiền thì vừa xong, các bạn có thắc mắc gì nữa không? Có chỗ nào chưa rõ không? Rồi bây giờ các bạn sẽ đi cho cô tiếp theo về cái mẫu thứ ba là cái mẫu mua hàng và thanh toán. Tương tự đối với cái việc mà các bạn tìm hiểu về khoản mục tiền, thì bây giờ mình sẽ đi thêm một cái phần khoản mục cũng quan trọng phong kiến của công ty, đó là mua hàng và thanh toán. Nó cũng sẽ có liên quan đến một chút về cái khoản mục tiền, nó cũng giống như nhau, thì nó có phần thanh toán này thì nó cũng liên quan đến tiền này. Thì các bạn cũng sẽ tìm hiểu cho cô về cái chu trình mua hàng và thanh toán của công ty. Được chưa? Trước khi mà điền vào cái bảng này yes no rồi giải thích này á, thì ở phía trên các bạn chèn cho cô một cái sơ đồ về chu trình mua hàng và thanh toán của công ty. Đó, thanh toán thì nó sẽ bao gồm ở trong cái chu trình có liên quan đến tiền rồi đó. Cho nên là cái này là các bạn chỉ cần tìm hiểu thêm về cái chu trình, chủ yếu là chu trình mua hàng thôi. Rồi ví dụ như là các bạn rẽ qua một xíu là về cái việc thanh toán như thế nào. Đó, thì các bạn có thể là trình bày ở bên cái phần tiền, các bạn trình bày rõ rồi thì cái bên này các bạn chỉ cần trình bày lại một xíu thôi. Rồi các bạn copy qua thôi chứ các bạn không cần trình bày nhiều. Chủ yếu là phần về phần mua hàng này. Đó, thì các bạn sẽ đầu tiên các bạn vẽ cho cô một cái sơ đồ về chu trình mua hàng của công ty và thanh toán của công ty. Sau khi vẽ cái chu trình đó xong thì các bạn bắt đầu tìm hiểu về cái việc mà kiểm soát nội bộ. Công ty có những cái hoạt động kiểm soát nào đối với cái chu trình đó, đối với cái hoạt động mua hàng và thanh toán của công ty. Ví dụ nó từ đi từ khâu order, nó đến cái khâu đặt hàng, đến cái khâu bán hàng, rồi đến cái khâu thanh toán tiền như thế nào đó. Toàn bộ cái chu trình đó có ai kiểm duyệt hay không, và có ai cho phép hay không, có giấy tờ gì liên quan hay không. Đó, thì các bạn sẽ tìm hiểu cho cô đầu tiên là cái chu trình trước, trong đó là tìm hiểu về cái hoạt động kiểm soát nội bộ đối với cái chu trình này, công ty nó đang diễn ra như thế nào. Các bạn có thể vẽ sơ đồ hoặc là các bạn có thể diễn giải một xíu cũng được. Sau khi tìm hiểu về cái quy trình kiểm soát nội bộ đối với cái chu trình này rồi,
Bắt đầu các bạn sẽ điền vào cái bảng này cho cô. Thường là những cái này nếu mà hôm bữa các bạn mà làm kỹ á, về cái công ty mà cô cho các bạn tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ công ty nè. Hôm bữa là có cái phần mà cô cho các bạn tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ công ty á. Nếu mà các bạn làm kỹ là hôm trước các bạn đã có những thông tin này rồi. Đã có những thông tin về chu trình tiền như nào, chu trình hoặc là chu trình mua hàng và thanh toán như thế nào, kiểm soát như nào là các bạn đã có trong cái bữa trước rồi, các bạn đã tìm hiểu thông tin bữa trước rồi. Đợt này các bạn chỉ việc ghép vô và các bạn diễn giải thôi. Tuy nhiên mà những nhóm nào đợt trước chưa làm thì bây giờ các bạn sẽ phải tìm hiểu lại thông tin và các bạn điền vô. Sau đó là các bạn sẽ điền một cái bảng là các bạn sẽ diễn giải nè. Ví dụ trong này phê duyệt và ủy quyền công ty có quy định về thẩm quyền phê duyệt các bạn mua hàng hóa hay không? Nếu có thì các bạn điền có, còn không thì các bạn điền không. Và các bạn giải thích. Các bạn giải thích ở đây một xíu, ví dụ như là cái thông tin. Thật ra cái phần giải thích này thì các bạn không có cái chứng từ của công ty thì các bạn cũng không có tiếp cận được nhiều. Nhưng mà các bạn có thể giải thích, ví dụ ở trên là các bạn chỉ cần giải thích cho cô là cái thông tin này tại sao các bạn lại dựa vào đâu mà các bạn lại kêu có và kêu không. Ví dụ các bạn không tìm thấy thông tin, không tìm thấy ở trong cái chu trình mua hàng và thanh toán của công ty nó có đề cập đến cái vấn đề này, thì các bạn có thể điền là do trong chu trình nó không đề cập đến, hoặc là trong cái hệ thống kiểm soát của công ty nó không đề cập đến, dẫn đến cái việc mà các bạn kết luận cái vấn đề là nó không này. Còn nếu có thì các bạn nghĩ là có thể bạn giải thích là ở trong chu trình kiểm soát nội bộ khoản mục này đó, chủ yếu cái phần này giống như là cái phần mà các bạn lấy thông tin từ đâu, tại sao các bạn đã có thông tin này, thì các bạn nhớ giải thích cho cô bên này. Rồi tương tự ở dưới không bạn. Rồi nó sẽ có một số câu hỏi như vậy đó. Các bạn xem sơ qua thử là các bạn có gì thắc mắc hay không? Có chỗ nào chưa hiểu không? Ví dụ trong này có cái phần mặt hàng nè. Thì nó hỏi là đơn đặt hàng có được đánh số trước, có được phê duyệt bởi nhân viên có thẩm quyền phù hợp hay không. Thì các bạn muốn biết được cái đơn đặt hàng của nó có đánh số trước hay không thì các bạn có thể lên mạng sọt thử một cái đơn đặt hàng của công ty mà các bạn đang tìm hiểu. Ví dụ về công ty Vinamilk thì các bạn sọt một cái đơn đặt hàng của công ty Vinamilk coi nó là có đánh số thứ tự trên đó hay không. Rồi ở phía dưới nó có ký duyệt bởi ai hay không. Nếu nó có ký duyệt ở dưới thì chứng tỏ là sao? Là nó đã được phê duyệt bởi người có thẩm quyền phù hợp. Còn nếu mà nó không có thì thôi, mình sẽ điền là không và mình sẽ giải thích ở bên cạnh là từ cái mẫu nào đó mình thu thập được ở trên mạng ở đâu đó, dẫn link vô hoặc là dẫn hình ảnh vô cho cô đó. Cô ơi, cô có thể nốt lại các yêu cầu được không? Cô nói nhanh quá, bọn em chép không kịp, bọn em không biết làm gì hết á. Nãy giờ cô nói mà không kép không kịp hả? Đúng Rồi rồi ạ. bây giờ cô sẽ nói lại một lần nữa nha. Đầu tiên là các bạn sẽ làm cho cô mẫu 6.05. Ở chưa là mẫu đánh giá hoạt động liên tục. Đúng không? Đầu tiên là các bạn sẽ làm mẫu 6.05 đánh giá hoạt động liên tục. Một trong hai công ty các bạn đã tìm hiểu rồi trước, còn nếu mà nó không có đầy đủ thông tin thì các bạn sẽ tìm hiểu một công ty khác và các bạn sẽ tìm hiểu theo từng cái ý mà nó có gợi ý ở trong này này. Ví dụ phần 1 nó có gợi ý ví dụ như là đơn vị lâm vào tình trạng nợ phải trả lớn hơn tài sản hoặc nợ phải trả ngắn hạn lớn hơn tài sản lưu động hay không, thì ở trong cái cột mà lưu ý, cái cột mà note đó, các bạn sẽ đối chiếu với cô những cái thông tin ví dụ như là nợ phải trả tài sản các bạn lấy từ đâu, các bạn lấy trên báo cáo tài chính được chưa, thì các bạn cho cô con số mà trên báo cáo tài chính của công ty đó hiện tại là bao nhiêu, xong các bạn so sánh ra thì các bạn sẽ xem là nợ nó lớn hơn hay không,
lớn hơn thì các bạn kết luận như nào, còn nếu mà nhỏ hơn thì các bạn kết luận như nào đó. Rồi cái cột công việc người thực hiện thì ai làm thì người đó sẽ điền tên bên cạnh. Cái cột grade thì các bạn điền điền vô cái mà các bạn lấy thông tin, ví dụ như là các bạn lấy thông tin từ báo cáo tài chính thì các bạn điền là báo cáo tài chính, các bạn lấy thông tin từ web hay là một cái nào đó thì các bạn dẫn link vào, được chưa, kịp chưa? Đây là mẫu thứ nhất nha, được chưa các bạn? Rồi đó là mẫu thứ nhất, xong các bạn làm xong cái mẫu hoạt động liên tục, các bạn làm tiếp cho cô cái mẫu thứ hai là cái mẫu kiểm soát nội bộ đối với khoản mục tiền. Tiền và cái khoản mục mua hàng thanh toán thì các bạn làm tương tự nhau. Tức nghĩa đầu tiên là các bạn sẽ tìm cho cô cái quy trình liên quan đến cái khoản mục. Ví dụ tiền thì sẽ là quy trình liên quan đến khoản mục tiền. Mua hàng thanh toán thì sẽ tìm hiểu về quy trình mua hàng thanh toán của công ty. Được chưa? Sau khi tìm hiểu về quy trình xong, quy trình của khoản mục xong, bắt đầu tìm hiểu về quy trình kiểm soát nội bộ. Quy trình kiểm soát nội bộ nha. Đầu tiên là tìm hiểu về quy trình về khoản mục nó đang diễn ra như thế nào. Do các bạn có thể lên mạng sở hoặc là qua những cái thông tin các bạn có thể tự vẽ. Rồi, thứ hai là các bạn sẽ tìm hiểu về quy trình kiểm soát nội bộ đối với khoản mục đó. Cô đang nói chung cho hai cái đấy nha, hai cái form á. Rồi, sau khi tìm hiểu được cái quy trình kiểm soát nội bộ, các bạn vẽ được cái quy trình kiểm soát nội bộ của khoản mục ra thì bắt đầu các bạn sẽ mô tả quy trình, là các bạn điền vô các bảng ở dưới, ví dụ đối với khoản mục tiền nó sẽ có cái bảng mô tả quy trình kiểm soát nè, như nào các bạn mô tả và các bạn diễn giải ra trong này. Rồi đối với cái mua hàng cũng vậy, mua hàng thì nó có nhiều chi tiết hơn, có nhiều câu hỏi hơn, thì bắt đầu là các bạn dựa theo các câu hỏi này và các bạn trả lời và các bạn giải thích. Được chưa? Giải thích dựa trên cái câu hỏi này, giải thích và một số cái ví dụ như là mình coi ở trong cái quy trình đó nó không có thì mình có thể lên sọt mạng, ví dụ như là về cái đơn đặt hàng này nó có một số câu hỏi về đơn đặt hàng này, hay là về cái phê duyệt ủy quyền này. Về cái việc phê duyệt ủy quyền cũng vậy, các bạn có thể dựa trên những cái hóa đơn hay là những cái gì đó. Được chưa? Rồi. Các bạn theo kịp chưa? Rồi, sau khi các bạn điền xong cái bảng mô tả quy trình đó thì bắt đầu các bạn sẽ kết luận ở dưới cho cô là nó có hiệu quả hay không hiệu quả. Mình rồi mình giải thích một chút xíu lý do mình nói là tại sao nó hiệu quả và tại sao nó không hiệu quả. Rồi, được chưa? Rồi, các bạn có chỗ nào thắc mắc nữa không? Có chỗ nào chưa rõ cần nói lại không? Được chưa các bạn? Rồi, nếu mà không còn thắc mắc nữa thì các bạn bắt đầu tiến hành làm cho cô nha, làm theo nhóm. Và khi mà làm xong thì các bạn sẽ gửi, tiếp tục gửi bài và cứ lên Google Drive cho cô. Nhớ là gửi đúng hạn. Và khi mỗi lần các nhóm gửi thì nhớ rà soát lại cái file bài tập nhóm của mình, coi là nó có bị mất cái file nào hay không.
mình kiểm tra lại coi nó có bị mất hay là nó bị ảnh hưởng gì hay không thì mình sẽ tải lại nha. Rồi các bạn làm đi. Trong này cô thấy một số nhóm nộp bài, các bạn làm ví dụ như một số nhóm, các bạn ví dụ như trình bày như nhóm 6 nè, là trong file nhóm 6, nhóm 6 có chia ra hai file này, một file là bài tập thực hành này, một file là bài thuyết trình này đó. Trình bày như vậy thì nó sẽ rõ ràng hơn đó, các bạn nên làm như nhóm 6 đó, là chia ra hai file như vậy. Và các bạn đẩy thông tin vô thì nó đỡ, với các bạn kiểm soát nó cũng dễ hơn. Rồi không còn thắc mắc gì nữa thì các bạn đi.